Xin biết chào tất cả anh em. Đây là hai cái dòng sản phẩm của DBX. Một là lưng tiếng DBX F9000 và một con là con lọc xì DBX 2231. Hai cái sản phẩm này hôm nay thì em có test và có gửi đến cho hai bác khách hàng của bên em. Chất âm rất là hay. Rất là hay đúng không ạ? Chúng ta có thể mở to nhỏ của từng loa một em nhé. Ở ngay trong lưng tiếng này. Đó, nghe rất là phê. Và đây là một trong những cái dòng lưng tiếng cao cấp nhất hiện nay của DBX, mang nhãn hiệu F9000, trong cái tầm giá chỉ có 1.850.000 đồng thôi. Sử dụng cái này nó sử dụng Bluetooth 5.0 em nhé. Bluetooth rất là khỏe, mặt màu đen nhìn nó rất là đẹp. Đặc biệt là có những cái dải đèn nháy. Anh em có thể thấy có những cái dải đèn nháy nhìn nó rất là bắt mắt và nhìn nó rất là sang trọng. Ở đây thì em có ghép thêm một con lòng xì DBX 2231 cho bác khách. Đây là một trong những cái lòng xì cũng rất là cao cấp, size 3U em nhé. Size 3U, ok chưa? Rất là dễ chỉnh. Nếu như anh em muốn chỉnh lòng xì thì là anh em chỉ cần nhìn vào những cái thông số ở trên những cái cần fader này. Ở đây nó sẽ có những thông số từ 20, ở những cái giải tần từ 20Hz này. Đó, cho đến về cuối này nó sẽ là 20k em nhé, 20kg, ok chưa? Đó, thì trong cái khoảng từ 20kg này, từ 20Hz này cho đến 2k. Đấy, cho đến 200 anh em nhé, cho đến 200. Thì nó sẽ là cái giải bass. Và từ 200 cho đến 2k này, 2kg này, nó sẽ là cái giải trung, và từ 2kg đổ ngược lại. Đấy, về 20k này thì nó sẽ là cái giải check. Thì bây giờ em sẽ test luôn. Đấy, để cho anh em cùng cảm nhận ở đâu là giải bass em nhé. Trong cái khoảng này thì nó sẽ là giải bass. Em chỉ cần giảm 3 cần đi thôi là nó khác rồi. Ok chưa? Giảm check đi rồi. Anh em thấy không? Như thế này là mất bát mất check rồi. Tăng bát lên rồi. Ok chưa? Tăng check lên rồi. Nghe khác biệt chưa? Rất là hay đúng không ạ? Giảm bass đi này, ok chưa? Giảm check này, mất chưa? Đây là cái phần lọc xì em nhé, giảm trung đi này. Đó, đây là giảm trung đi nha anh em nhé. Tăng trung lên này, tăng bass lên này, ok chưa? Tăng check lên này, nghe lẩy khác biệt hoàn toàn luôn đúng không ạ? Có một cái lưu ý là khi em chỉnh lọc xì ở kênh 1 như thế nào thì anh em chỉnh ở kênh 2, chúng ta phải chỉnh giống như vậy thì nó sẽ ra hai loa nó cân nhau em nhé, cân nhau và đều nhau. Còn cái dòng lưng tiếng F9000 này thì anh em cũng rất là dễ chỉnh thôi. Ở đây nó có nút lao mic này, lao mic này thì là cái phần này nó sẽ là chỉnh phần bass em nhé. Tune Bluetooth là chỉnh biến độ tần số. Phần 2 mid này là chỉnh giải cao, giải check, ok chưa? Tăng check lên này. Nghe khác biệt chưa? Đó, giảm check đi này. Mất check luôn đúng không ạ? Nghe rất là hay, rất là tí tách. Nhả ra này. Đây là không qua lưng tiếng này. Đó, nhấn phát qua lưng tiếng nghe khác chưa? Nhả ra này. Không qua lưng tiếng em nhé. Đây em sẽ nhấn vào này. Ok chưa? Nghe rất là lực. Thì
trong cái tầm giá lưng tiếng DBX S9000 chỉ có 1.850.000 đồng thôi. Bao ship và tặng dây giắc anh em nhé. Và con nọc thì DBX 2231 này cũng vậy, đang có giá là 2.150.000 đồng. Hàng cao cấp nhất hiện nay, bảo hành tất cả cho em lên tới là 1 năm. Ở đây em đang nói về hai thiết bị này em nhé, chưa có sử dụng đẩy, chưa qua đẩy. Cái khung đẩy F7409 này thì em đang trong chương trình khuyến mại anh em nhé. Chỉ còn đang 8.6 triệu, chỉ còn có 7.500.000 đồng thôi. Giảm sâu cho tất cả anh em. Thì các bác có nhu cầu muốn liên hệ với bên em thì cứ liên hệ trực tiếp. Hàng rất là đẹp. Giảm bớt check đi thì nghe tiếng nó rất là gọn, rất là chắc, đúng không ạ, rất là hay. Anh em mà mua combo hai thiết bị này, lưng tiếng và lọc xì, hai sản phẩm này đang có giá là 4 triệu em nhé, 4 triệu đồng, bao ship toàn quốc. Thì ok, video này em xin dừng tại đây. Check như vậy cũng là rất là kỹ rồi. Quay mặt đằng sau cho anh em xem một chút về cách đấu lối em nhé. Đây là cái đường nhạc vào này, từ TV hoặc là từ máy tính điện thoại chúng ta sẽ cắm vào hai cái đường này anh em nhé, hoặc là hai cổng này cũng được. Đấy, bằng hai cổng jack hoa sen này được, đây em đang cắm vào jack ca lông. Tiếp đến là từ hai cái đường output của con lưng tiếng này, anh em sẽ cắm vào hai đường input của con lồng xì em nhé, hai đường input của con lồng xì. Đây, cắm vào hai đường input của con lồng xì. Và từ hai đường output của con lồng xì này, chúng ta sẽ cắm vào hai đường input của khung đẩy. Vậy thôi. Rất đơn giản. Đằng sau con lưng tiếng này nó có phần cổng cắp súp em nhé. Ví dụ chúng ta mà có súp điện, súp hơi đấy thì anh em cắm vào đây thì nó đánh rất là uy lực. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.